Trước những thiệt hại nặng nề do các cơn bão gây ra trên địa bàn tỉnh những tháng vừa qua, bằng tình cảm và vật chất, nhiều tập thể cá nhân, nhà hảo tâm đã chung tay sẻ chia giúp bà con vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh vơi bớt khó khăn, vươn lên khôi phục sản xuất và ổn định đời sống. Thực hiện lời kêu gọi ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Sơn La của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phát động từ ngày 2 tháng 8 với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Sau hơn 2 tháng phát động, đến ngày 14 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mai Sơn đã tiếp nhận ủng hộ từ các nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ của 235 tập thể cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện với tổng số tiền trên 10 tỷ 260 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mai Sơn cam kết số kinh phí đã tiếp nhận sẽ được phân bổ sớm nhất đến các địa phương vùng thiệt hại do bão lũ, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, góp phần làm vơi bớt những đau thương mất mát, nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân.